Hôm nay kênh tạp chí Youngline sẽ giới thiệu với các mẹ một chủ đề được rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Đó chính là chuẩn bị một giỏ đồ để đi sinh em bé. Thì ta cần chuẩn bị đồ dùng như thế nào? Bởi vì với mỗi mẹ bầu thì sẽ có nhu cầu mang theo đồ dùng khác nhau. Ví dụ như là chúng ta sinh thường, hay chúng ta sinh mổ chủ động, hoặc bệnh viện mà chúng ta chọn là bệnh viện tư hay bệnh viện công, thì việc chuẩn bị đồ nó cũng khác nhau. Tuy nhiên thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người một giỏ đồ đầy đủ những sản phẩm cần thiết dành cho mẹ và bé để mọi người có thể tham khảo nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá những giỏ đồ gồm những sản phẩm nào nhé. Và mọi người ơi, trước mặt tôi đây đó chính là một giỏ đồ đầy đủ thì sẽ bao gồm tần tật những cái sản phẩm này. Nhưng tuy nhiên mình cần chia rõ ra đó chính là sản phẩm dành cho mẹ thì cần dùng cái gì? Sản phẩm dành cho bé thì cần dùng những cái gì? Trước tiên thì mình sẽ đi vào những đồ dùng dành cho mẹ trước nhá. Đồ dùng dành cho mẹ, cái quan trọng đầu tiên đó chính là mình phải chuẩn bị giấy chứng minh thư nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân. Tiếp nữa đó chính là bảo hiểm y tế nếu có. Và tiếp theo là sổ hộ khẩu bản photo. Và có một cái bộ hồ sơ đi sinh bao gồm phiếu khám thai này, phiếu xét nghiệm những cái tháng gần nhất. Và chúng ta sẽ cho tất cả vào một cái túi như thế này gọn gàng ở đây. Đây là những cái giấy tờ rất là quan trọng để khi mình đi sinh thì sẽ có người thân, người nhà của mình sẽ dễ dàng làm thủ tục nhập viện cho mình. Tiếp theo đó chính là mình chuẩn bị một cái giỏ siêu to như thế này để đựng được tất cả mọi thứ. Cái giỏ này thì rất dễ dàng mua sắm ở các siêu thị hoặc hệ thống mẹ và bé. Và chỉ cần một cái giỏ này thôi đi xin cho hết vào. Đây là sách đi đến bệnh viện thôi. Và như vừa nãy tôi có chia sẻ thì cái việc sắp xếp đồ đạc này nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mẹ. Ví dụ như là mình sinh thường thì mình chỉ vào viện khoảng 1-2 ngày là mình đã được về rồi. Với các mẹ sinh mổ chủ động thì có thể là khoảng 5 ngày đến 1 tuần. Thì cái đồ dùng mình mang theo nó cũng khác nhau đấy ạ. Thì mình sẽ sắp xếp tùy theo nhu cầu của mình. Và trong cái giỏ này, chúng ta sẽ mang theo bộ quần áo như thế này. Bộ quần áo này thì mình sẽ mặc khi xuất viện nha. Mọi người có thể lựa chọn cái bộ quần áo dễ chịu thoải mái như này, hoặc là mình lựa chọn cái đồ mà mình cảm thấy thoải mái nhất, dễ chịu nhất cái này cho sùng cuối của cái giỏ đồ. Vì là mình sẽ mặc sau cùng. Mình cần chuẩn bị thêm tất đây. Cái tất này thì mình chuẩn bị khoảng 3 đến 5 đôi. Sẽ giúp giữ ẩm đôi chân của mình. Cái này thì dùng mùa hè rất là ok này. Mùa đông mình có thể dùng tất dày hơn. Tiếp theo đây chính là một cái đồ dùng rất là cần thiết cho các mẹ sau sinh, là một cái áo lót như này. Mình nên chuẩn bị khoảng 3 cái. Cái này là cái áo lót cho bé bú nhá, rất là dễ dàng để mở ra như này này đây. Và đây là một món đồ rất cần thiết cho mẹ, đó chính là cái quần này, là quần lót mặc một lần. Đây, một cái gói này thì là có 5 cái. Mình chuẩn bị khoảng 3 gói là 15 cái. Rất là dễ dàng khi mà mình thay ở trong bệnh viện. Thôi, và bây giờ là đến đồ vệ sinh cho mẹ nhá. Đầu tiên cái này cực kỳ là quan trọng và cần thiết này. Cái này là cái băng vệ sinh dành cho mẹ sau sinh. Cái này là Mama, có 12 miếng này . Và có một cái sản phẩm nữa mà mình có thể sử dụng. Đó chính là cái tà rán cây mấy. Trong khoảng thời gian đầu sau sinh ấy, sản dịch nhiều thì mình nhất định là phải dùng cái này để giúp mình vệ sinh sạch sẽ hơn. Và mình lưu ý là mình sẽ thay băng khoảng 4 tiếng một lần nhá. Thế thì một cái bích này mình có thể dùng được 2 đến 3 ngày. Đây, cho vào giỏ luôn. Tiếp nữa đó chính là dung dịch vệ sinh dành cho mẹ, giúp mẹ vệ sinh sạch sẽ hơn sau khi mình sinh em bé. Chuẩn bị thêm một cái khăn tắm nhá các mẹ. Đây, cái khăn tắm thì mình lựa chọn cái nào mà nó mỏng một chút cho nó gọn gàng, mình dùng để lau khô người sau khi mà tắm rửa vệ sinh. Đây, xếp gọn vào giỏ nha. Đây nữa, cái này các mẹ cần chuẩn bị này, đó chính là cái miếng lót thấm sữa. Cái này thì dùng để cho sữa nó khỏi bị dính ra áo.
Mọi người cái này thì mình có thể mang thêm một chút thôi chứ không cần mang cả cái hộp này đi. Theo đâu? Xếp đây cho nó gọn gàng, nếu tiếp theo đồ dùng của mẹ thì có cái gì nữa nhờ? Đây cái này. Cái này là cái kem trị nứt đầu tiên nha mọi người ơi. Trong những cái ngày đầu tiên ấy khi mà em bé của mình mới chào đời, thì có thể là em bé ơ mình, mình cho em bé bú mà chưa quen này, hoặc là bú chưa đúng cách, thì nó có thể gây cái tổn thương trong ngực của mẹ. Thì mình cần dùng cái này. Cái này thì dùng rất là tốt và rất được nhiều các mẹ tin dùng. Và cái này là khi mình sử dụng mình bầu ấy thì em bé hoàn toàn có thể bú như bình thường. Và đây nữa, đây là một cái hộp mê mơ trà cốm nợ sữa, giúp cho các mẹ gọi sữa về. Cái này mình cũng không nhất thiết là phải mang cả hộp. Nếu mà cái giỏ đồ của mình còn rộng, mình có thể mang cả hộp hoặc là mình có thể chiết nhỏ ra một cái hộp nhỏ thôi mang đi cũng ok. Đồ dùng của mẹ thì cần chuẩn bị thêm những cái đồ vệ sinh cá nhân. Ví dụ như cái này này, cái này là nước muối sinh lý. Cái này mình có thể dùng để súc miệng hoặc là rửa mặt đều được. Với những mẹ mới sinh xong, những ngày đầu mà mình cảm giác là sợ răng, iPod ấy thì mình có thể dùng cái này để súc miệng. Này còn thêm, ở đây, đây là cái cốc và cái bàn chải đánh răng của mẹ mà để nhầm răng cái khu đồ dùng của bé. Cái này mình cần chuẩn bị để vệ sinh răng miệng cho sạch sẽ. Này, đây bỏ vào đây. Thêm một số những cái đồ dùng mà mẹ cần mang theo nữa. Ví dụ như là điện thoại này, sạc pin hoặc sạc dự phòng, để cho những người thân của chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hoặc là liên lạc. Nhà đây ông kê hết rồi, đồ đây là đồ dùng của mẹ này. Tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ điểm danh những cái đồ dùng của bé. Thì mình cần chuẩn bị như cái gì? Đầu tiên thì sẽ chắc chắn không thể thiếu, đó chính là những bộ quần áo xinh xắn như này. Đây nha. Thường thì các em bé ở viện thì sẽ thường mặc những cái đồ hoặc là sử dụng cái đồ dùng ở bệnh viện. Nhưng mà khi chúng ta xuất viện thì chúng ta sẽ có thể mặc những cái bộ đồ xinh xắn như này. Này rất là đáng yêu đúng không? Và chú ý là mình sẽ chọn những bộ quần áo dài, tay nhá để giữ ấm cho em bé. Đây mình sẽ gấp gọn lại và xếp theo chiều dựng lên như thế này nha mọi người, để có thể dễ dàng lấy đồ này. Đây cái này mình cũng chuẩn bị, không cần chuẩn bị quá nhiều đâu. Chỉ chuẩn bị khoảng 2-3 bộ là ok. Rồi đây là quần áo của em bé này. Quần áo rồi này chúng ta sẽ chuẩn bị thêm bao tay, bao chân và mũ. Đây mũ xinh xắn. Cái mũ này để mũ che thóp cho em bé nhá. Cái này chắc chắn là phải cần sử dụng đến này. Tiếp nữa đó chính là yếm và bao tay bao chân. Trông đáng yêu không? Những cái thứ nhỏ nhỏ xinh xinh của em bé rất là xinh xắn và đáng yêu như này đây. Một cái yếm như này. Đây bao tay, bao chân thì mình dùng khoảng 3 đến 5 bộ. Cả bao tay bao chân. Đây là cái đồ dùng rất cần thiết cho em bé của nhà mình. Đó chính là cái khăn. Sơ gọi là khăn sữa ấy. Cái khăn này thì mình có thể lựa chọn các màu khác nhau để sử dụng vào các mục đích khác nhau. Ở như là lau mặt này, hay là để khi tắm này, hoặc là khi cho em bé ăn sữa, thì mình có thể hoàn toàn quấn vào cái anh, đeo vào cổ cho em bé để tránh bị rớt sữa ra cổ. Cái này thì mình chuẩn bị khoảng 10 cái nhá mọi người. Cái khăn sữa này thì mình cũng tương tự như quần áo vừa rồi nhá. Mình đã dựng nó xuống như này này, xong để mình có thể dễ dàng rút từng cái tấm này ra, để nó không bị xô lệch hay là bị rối. Cái đồ đạc của mình đã sắp xếp ấy, lấy sẽ rất là dễ. Tiếp nữa là đây cái khăn xô này, rất là to. Cái khăn này mục đích đó chính là để ủ ấm bé này, hoặc là để dùng khi mà em bé tắm. Mình để lau người cho em bé khô ráo. Thường thì các cô hộ lý sẽ dùng đến hai cái khăn này khi mà đi tắm. À thế nên là mình chuẩn bị khoảng 5-6 cái là hợp lý. Mình cũng gấp gọn lại như vừa rồi và xếp như là khi chúng ta xếp cái khăn sữa cho em bé, để có thể dễ dàng lấy đồ. Đây đồ dùng các mẹ cần chuẩn bị đó chính là cái em. Cái này là bỉm sơ sinh, bỉm newborn đấy. Nhưng cái ngay đầu thì em bé của chúng ta sẽ xịt xòe rất nhiều phân su. Thế
Thế nên là một ngày cần dùng đến 5 đến 7 miếng ơ. Để cho cẩn thận thì các mẹ có thể mang thêm một bịch to như thế này, hoặc là mình mang ít hơn, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Cái này thì mình có thể là để riêng ra ngoài, hoặc là mình có thể xé ra và mình xếp từng miếng vào trong này này. Như thế lấy sẽ rất là dễ dàng. Và mẹ nên chuẩn bị thêm một cái tấm lót thầy tã để lót ở phía dưới để đảm bảo là mình không bị dây bẩn hay là ướt ra cái giường đệm nhá. Và khi mà mình dùng cái á ta rắn này thì mình nên chuẩn bị thêm một lọ kem hâm để đảm bảo là khi mình tắm xong là mình bôi cái kem hâm này vào cho em bé để đảm bảo là vệ sinh sạch sẽ, khô ráo. Đây xếp đồ của em bé vào đây nha. Còn đây nữa, đây là nước muối sinh lý này. Và tăm bông, đây là bộ đồ cần thiết cho em bé để mình làm vệ sinh ánh mắt mũi những ngày đầu. Mình chỉ cần mang khoảng 4-5 cái lọ này là ok rồi này. Đây là mình để đây hơi nhiều, mình chỉ cần mang 4-5 lọ thôi. Cái này chính là cái lọ lúc nãy mà mình nói nhá. Cái này làm vệ sinh cho em bé, để cho nó chống thấm ra giường đệm ấy. Cái này rất là sạch sẽ này. Cặp luôn để cho vào đây nha. Rồi cái này là cái u em bé này. Cái ủ này là cái ủ mà có cái mũ. Đây cái hình bà giác ở phía trên đây này mọi người. Đây này. Cái này để ủ em bé sau khi mà mình vừa tắm xong này, hoặc là quấn cho em bé khi ngủ ấy. Sẽ rất là ấm áp và quấn chọn em bé vào để cảm giác được ôm ấp như ở trong bụng mẹ ấy. Đây vừa sinh với cái giỏ này luôn. Tiếp nữa là một cái cặp đôi này mà mọi người cần chuẩn bị này. Đó chính là một cái bích khăn ướt, để khi mà bé đi vệ sinh ấy, mình có thể dễ dàng làm vệ sinh cho bé sạch sẽ hơn. Và khăn khô này cực kỳ là đa năng. Mình chỉ cần nhúng vào nước thôi, mình nhúng qua nước ấm một chút để mình lau rửa cho em bé nhá. Rồi xếp đầy cái giỏ này luôn rồi này mọi người này. Còn cái này đó chính là tắm gội 2 trong 1. Cái này rất là cần thiết cho em bé sơ sinh khi mà tắm, thì sẽ giúp em bé nhà mình thơm tho sạch sẽ ơ. Và mình cần chọn loại chuyên dụng dành cho em bé nhá mọi người, vì nó sẽ phù hợp với cái làn da mỏng manh của em bé. Và khi mà nó dính vào mắt nó không có vấn đề gì hết. Và đây nữa đây, mọi người có biết đây là cái gì không? Cái này mình phải chuẩn bị sẵn nhá. Đây là sữa công thức dành cho em bé. Trong 1-2 ngày đầu, mà khi mà sữa mẹ chưa kịp về, thì mình nên chuẩn bị sẵn cái này. Để trong trường hợp chưa có sữa, thì mình sẽ có luôn sữa pha để cho em bé nhà mình uống. Mẹ mơ mình chuẩn bị khoảng 3-4 thanh. Cái này là cái sữa thanh ấy, nó sẽ có từng viên. Từng viên ấy rất là dễ sử dụng. Và nếu mà dùng sữa công thức, thì mình cần phải chuẩn bị thêm, đó chính là bình sữa. Đây. Và đi kèm với cái bình sữa này là cái bộ vệ sinh cho nó nhá. Thì đây mình cần chuẩn bị thêm cái này là vệ sinh bình sữa này, nước rửa bình này và một cái cọ rửa nữa, để cho bình sữa nó luôn sạch sẽ mê mơ. Mình không nhất thiết phải mang cả một cái bình to như này đâu, mình có thể chiết ra một cái chai nhỏ hơn chứ không cần xách cả cái bình to như này. Mình có thể mang theo một cái máy hút sữa để giúp kích thích sữa về này. Và nó còn có một cái chế độ, đó chính là mật sắc để cho bầu ngực của mẹ có thể dễ dàng kích thích sữa về hơn. Thì cái này là mình cứ đề phòng nhá. Mình có thể mang theo hoặc không mang theo, tùy theo nhu cầu sử dụng của mẹ. Ok, vậy là chúng ta đã sắp xếp xong một cái giỏ đồ để dành cho mẹ bầu đi sinh em bé rồi. Và còn thiếu một thứ nữa, đó chính là cái bộ hồ sơ đi sinh này. Thì mọi người nhớ xếp lên trên đầu tiên như này nhá, để khi mà mình làm thủ tục giấy tờ nhập viện thì sẽ dễ hơn. Và đến ngày đi sinh là chúng ta chỉ việc xách cái giỏ này đi thôi. Thế là xong, mình đã sẵn sàng đầy đủ tất cả các đồ dùng để đến bệnh viện rồi. Và thêm một số cái lưu ý cho mọi người, đó chính là mình nên tìm hiểu cái thông tin ở cái bệnh viện mà mình sẽ chuẩn bị sinh ấy, để có sự chuẩn bị tốt nhất và đầy đủ nhất. Tiếp nữa là mình chuẩn bị cái giỏ đồ này ở tuần thứ 39 của thai kỳ để mình sắp xếp sẵn đi ở đến lúc đến có dấu hiệu đi sinh là mình chỉ xách đi thôi. Rất là gọn gàng và tiện lợi.
mình không phải lo lắng chuẩn bị thêm nữa. Nên sắp xếp cái giỏ đồ này cùng với chồng hoặc là người thân à, để mọi người có thể dễ dàng tin cho mình những cái vật dụng cần thiết. Các mẹ nên ghi ra những cái vật dụng mà mình cần chuẩn bị và nên chuẩn bị dư ra một chút, để tránh trong cái trường hợp mà mình bị thừa hay bị thiếu đồ dùng. Mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các mẹ sẽ tham khảo về giỏ đồ với những món đồ cần thiết dành cho mẹ bầu khi đi sinh. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, thắc mắc nào hoặc chia sẻ về giỏ đồ đi sinh của mình, các mẹ có thể comment ngay dưới video này nhé.